Mọi người nhá, thì hôm nay mình đang ở festival của Việt Nam tại Nhật Bản. Hôm nay thì ở đây là anh này cũng chưa biết tên nhưng mà hiện tại đang hướng dẫn viên du lịch của mình gọi là anh Thành. Thì đây cũng là một YouTuber của một chúng mình gọi là Sáu Trúc Ngọc Minh đấy. Nhưng hôm nay bọn mình cùng gọi là đi đến cái festival của Việt Nam mà hiện tại đang tổ chức ở Nhật đấy. Hiện tại người rất đông, bọn mình mới vào thì hôm nay có anh Thành là hướng dẫn viên chủ mình. Đấy. Không phải thông về với, chúng ta view ta về với. Con tuôn hai nào biết? Chẳng hạn con này chứ. Con mơ nói là chẳng áp ấy. Bùng chung hồ, cái bồ chứ chứ không. Cháu với ngạc cái ho, cái cháu với ngạc cái ho, cái ho, cái ho, cái ho, cái ho, cái ho, thank you.
thì đang ngồi đây và Sáu Trúc Ngọc Minh đang chia sẻ gọi là song ca đơn tấu. Đang ở festival của Việt Nam mà gặp ngay cây sáo là hai anh em đang thi đấu gọi là song kiếm hợp bích. Có quyền nhậu miệng không? Năn nỉ. Có quyền nhậu miệng không? Có chứ. Có chủ đặc biệt đấy. Tí nữa về quản không ơi luôn nhá, công viên đây không cho ngồi thật. Ôi nhà vong này không có đá đỏ, có anh em Việt ngồi ngoài được, tại vì là mấy họ cũng đứng bản đi cả. Người xếp hàng để ăn rất chi là nhiều các bạn. Và đây là những món ăn của Việt Nam. Mua đồng con. Đấy. Có cả những quán bia hơi này. Nói chung là hôm nay festival Việt Nam nên rất chi là nhiều món ăn của Việt Nam được trưng bày ở đây. Và những cái lúc này ở phía đằng xa đấy thì gọi là những cái để ủng hộ miền Trung đấy các bạn. Lụt lụt miền Trung đấy. Đây. Chú quay chưa? Đang quay, đang quay. Anh hướng dẫn viên du lịch của mình rất chi là màu mè nhưng rất chi là phong cách đấy các bạn. Đập lắc máy ảnh, đập lắc điện thoại. Tự nhiên à, có thể vịt người không?
Mít tự nhiên luôn á, đẻ đắng ơi, việc người ta mong đẹp, ta chạy trên cánh. Chạy vô giống vậy coi. Chạy sâu á, được không? Bà chụp đi em, xong rồi chị chụp. Đâu nha. Chụp hình mang đi cho mẹ xem. Video. Và nói chung là những cách tán gái khó tưởng. Những cách tán gái khó tưởng của LNT. Mình cái đó.